Mát bò là mấy năm rồi không thấy hả? Mới thiết thời vụ là năm nay là lùm nhòa, năm nay tốn năm là con mát mới kiệt quệ, năm nay 6 năm. À, là 6 năm rồi là bà không thái vậy hả? À. Dạ, thế thôi bà cũng cũng giỏi ghê ha. Cũng mò 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 đó mò mò đó đó. ha. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phi nha. À, hôm nay là Phi có nhận được một cái thông tin á, là có hoàn cảnh của bà cụ Lưu Thị Hội. Bà năm nay cũng đã 80 mấy tuổi, hình như cũng 85, 86 gì đó. Là bà sống một mình, không có chồng con. À, hai mắt của bà cũng đã lòa. Dạ, con chào bà ạ. Chùa chú mua không thấy đòn Dạ. đòn lò không Bà không thấy vậy hả? không thấy chị trơn á. Ồ. Tội bà tuổi lắm mà cái dưới đuối năm này tôi 17 tuổi rồi. Con bả dữ rồi hả bà? Ừ. Dạ thì con cũng nghe cái thông tin của bà là con cũng tới thăm bà. À, cảm ơn chú. Dạ. Thế là bà ăn uống gì chưa? Hồi sớm ơi trời rồi các trò nem ra rồi kho cái nấu miếng cơm mò mò nấu mới ăn miếng cái mình lên ngồi đây cái khổ quá chứ mà Dạ. ở mình Dạ, vợ nữa sống mình đi hả? mình sống mình đi ra. Ủa bà không nào mà nấu cái nước không mà củi bị đắp đời nhà đây là cũng có nhiều chi rồi đó. Thì phải lo củi lắm đây chứ bà ơi, củi phải lên lo chứ củi mình lắm. con mát con mũi không có rồi cũng mưa không gió cực cũng khổ rồi cũng bố mấy ở chỗ này mấy người ở chỗ này họ cũng giúp đỡ giùm. Dạ, con cũng mua mấy cái gạo đấy cho bà hả? Mấy cái gạo này. Cái gạo với lại cảm ơn đồ cái gì mà mua sắm gì đủ thứ có ít ít vào mà vào thì tinh nước mắm thì đồ trời đủ thứ bữa hôm qua này em cũng hôm qua cũng giờ vô trò hôm qua cảm ơn dạ. Bà không thấy đường là răng bà náo bạn thì cứ đâu mò mò cứ đâu mò mò đó hả? mò mò đó đó Chừng ở đó bụng không? bò mới ăn nhiều ăn miếng cơm vô đây cơm À, nếu con có mua cho bà ít thịt bò với lại đậu xanh nữa bà ấy thì con nấu cháo cho bà. ở chầu thôi cũng ăn cháu cũng nấu được con Bà nấu được hả? bữa nấu được nhưng mà kệ rồi thỉnh thoảng rồi tới rồi cũng hầu rồi cái chậm cái nầu thì ở đây nhưng mà đãi củi mùa xoa nó cứ mấy còn bữa lượm mấy lo đứa con mà tự thiện cho bọn cũng qua cái thằng đứa thằng tay này cái thằng đứa ở dưới lọc Dạ. lọc nấu cơm Rồi để xíu xíu nó cháu cho bà rồi khi tập sau bà ăn hãy. Thế bà có thấy đường đâu bà? kệ rồi có con cá ở được có đây không tạo tự tôi thấy là đứa này thanh niên mà gắng tạo quá này à riêng lá sữa cho bốn hãy lấy cho bà luôn sữa bổ này hả sữa bò hả không sữa anh xua này sữa anh xua đồ đồ ngon mà tốn là ai một cây mà nó Dạ, bà uống đi. Cầm bà bưng á, cái bà hút, bà bưng rửa. Nhà có đâu? Không, tôi đi ra. Đi ra chợ đình. À, đi chợ đình hả? Rồi nó ăn đồ người nữa ở đâu? Đây nè, quay ít bữa nữa có bà lên TV á. À, con qua anh đưa link TV cho họ thấy họ xem rồi tới rồi con gọi cho vui. Giúp đỡ giùm cho tôi quý. Chứ là còn mà kinh kệ thì tôi ông nghe lắm. Em mua cái máy thần kinh á, giờ mình mở thằng nghe. Hầu với đứa con ở đó. Con cũng thoát cho bà cái hương nghỉ. Đặt giùm cho bà con thấy đường. Đây.
Bà không có thờ ai hả? Thờ đó chứ, thờ sắp coi, sắp tá ngủ hết, nói rụng trong cùng đám gốc là không nấu. Cháu bò là ở gần đây không? Ở trên Duy Tinh, cháu kêu gì. À, cháu kêu gì hả? Cái lo cũng xuống thông chứ hả? Cực lộn đông, nó rụng. Cũng lo lộn an hết cả. Cũng lo lộn an được. Trời ơi, nói em. Để con dọn dẹp cái bàn thờ cho bà chẳng sạch sẽ. Nhưng không có cái thủy không? Có cái khang. Có cái khang không? Bà uống lâu chữa vô thấy có phải không? Phải, phải đúng không ạ? Dạ, thế ngày bà, ngày mà mỗi ngày 4 lon nó chẳng phải hiện. Dạ. Dạ dạ xíu hôm nay con để anh vừa cho bà. Uống đi nước đi bà. Uống sữa xong uống miếng nước đi chứ cái sữa nó là đứa này uống sữa vô khay khay phải không? Ừ. Rồi con đem con gạo để anh giường cho bà nghe. Ừ, cũng ăn chú. Chú nói ăn chú cho gạo với lại đây nè, nhà vị tinh mắm muối dầu. Có hộp bánh nữa nè, hộp bánh nè ha. Hộp bánh đi bà đứa bụng thì bà lấy bà ăn hãy. Cái do vậy nên là để đâu? Để trên giường đi luôn hả? Để luôn ở trên giường đó rồi bà mò bà thử thuận bà cắt. Dạ. Để luôn cái bánh anh đó. Có thắp hương không? Hả? Hộp bánh có thắp hương không? À. Quay cho thiệt. Chú để lên trên đó chú thắp hương. À. Rồi thôi con về đó cũng cho hơn bên lần. Đỡ đồ lên cho. Trời. Uống miếng sữa vô con tỉnh hồn liền. Uống miếng sữa vô con tỉnh hồn liền hả? Ừ. Sữa nó ăn tốt cho người già. Ừ. Dạ. Cái ngày bà uống lon hũ đó là nó khỏe ha. Ừ. Cũng ăn chút. Bà có hết tóc không? Hết chứ mà tới tóc mà hết. Tóc này cạo luôn hãy. Ừ. Có cạo không? Rồi mai mốt đi lên cờ cho bà ha. Dạ, bệnh nó là răng. Răng biết bà hả? Thì con cũng thấy có mấy người họ giới thiệu cho con á, họ giới thiệu vừa thấy hoàn cảnh của bà, họ giới thiệu con tới. Có mấy cái con ở chỗ này, ở bên này. Ở đây đâu có lục lội, đâu có nước lớn không bà? Nước vừa rồi năm kia quay vô cái bàn thờ đâu lần bình ra đây. À, lúc cái bàn thờ luôn đó hả? Rồi cái chảm đó cũng chê rồi cái chảm này cái giường này cũng chê lại đây. À. Rồi bóng mà làm đó ông công an ở dưới đây. Cái con cá tao con hồi nãy đó. Thấy không? Bóng giờ con cái hồi bắt đầu ông quan tâm
Nhỏ cửa nó dậy mở cửa thì chúng tôi kêu anh hỏi lên tảng bộ nồi bốc mùi. Cái mới chúng tảng lên cái là coi như nước là vô đòn rồi. Cô ở bên đó trong cũng nhờ hồi sớm thì 4 năm nhờ cơm nước thì nhờ cái con đó đó. Cái đó con nam nè cái đồ về cái nhờ cái con đây cái thằng ở bên đây em kêu con dông đi qua đi dọn về cái nhà bà dò cho bà tốn cái là rồi bà đưa tiền tao không có ăn dọn được dầm cái tao đâu mà nam nó còn khỏe nó còn đỡ năm nay không mệt quá à. Mới em có đậu xanh đi có nó không ướp vô luôn nhỉ? Có đậu xanh đó con. Có mua ít đậu xanh nữa nè. Trời, để chiều cái bò bỏ luôn. Bây giờ cái bò bây giờ giúp cái bò. Cho mày. Ngâm cái đậu xanh nè. Dạ. Đậu xanh. Đậu xanh đi bò ngâm, bò trước khi nấu bò ngâm cho nó mềm nữa, nha. Mềm nên nấu cho nó nhừ. Để con ướp cái thịt bò cho. Trừ hai đứa này tẩu quá này cái trâu kìa dạ khi nào mới có bo tủ mà còn xa hơn mới nằm không này. Nê con thì dạ. họ lùm chân giỏ đẹp lắm. Dạ. Cô thấy nói chung là con cũng có cái chân mà hồi trước là từ thiền họ cho á. Nên nó khó đi nên cũng ít đi lắm. Khó đi lắm. Đi nặng thì cũng dễ hơn. Mình lùm á là cô tại vì bố hôm đó cô ha cua đang phi má. Trời cho hầu nó bị xuống bà thái hoàn cảnh cái ngoài á bà thái cái con thương thê thổm nữa chứ không phải rây rào nữa thiệt quá ta còn hơi cái chay đó cô có xuống không có nha trời cho thầy này không có xuống là chặt đòn chặt xóa hầu nó ảm con có xí xì con câu nó nhỏ hơn tuổi thằng con cúng đầu chứ con tuổi chay con tuổi ngọ tuổi ngọ tuổi hơn bá diễm tao với má bà tốn bà còn Tuấn đầu nam đi còn 41 tuổi nè đào mới đây đào là hầm mái nam nữa hầm mái nam mới đây cái chuyện nó bò cái chị biết tu hầu nó bò thấy cái cảnh mà cái chân nó khác hầu đó là xuống là xuống giò hay là khác hết nước mét luôn á thì thấy cái quần cảnh không ở khác trộn cậu hầu nó cái gì thế này cái ông nó cái thèm nó là không ai mấy người cái cũng bị rang đó mà không bị thần kinh đó phải không con dạ. Đó chứ không phải cái vấn đề thần kinh cái lỗ lồng ảo đó đó thôi con cũng gửi bình 500 hiện là cũng tiền của họ ủng hộ cho con với là con đi giúp đỡ mấy cụ già rồi đó mấy hoàn cảnh khó khăn rồi đó gửi bà 500 để cô bà gửi cho cô lên đầu quà bà cắt cũng ăn trước nữa là Phật độ dạ cho có con đã tên nộn mà còn ấy đứa đó từ về đi giúp đỡ dùm cho bà người lên đây thì bà cũng ăn con cũng ăn trần hơn. Dạ. Nói chung á con gửi tiền cho bà rồi bà gửi lại cho cô hỉ bà gửi cho cô cắt giùm đi chứ bà già rồi bà không cắt tiền được rồi cứ bỏ vậy không lỡ có ăn vô được ăn má con cũng mang tẩu và bà ăn cái gì bà gửi cho cô mua cho bà ăn ha. Dạ rồi mai mốt đi con vô thăm tiếp chứ bà đừng có giữ tiền ngay bà giữ tiền là bà già rồi bà giữ tiền là mệt lắm ngay bà gửi cho cô nghe. Cái nhà ni là trời mưa có dọc không bà? Không. Không dọc hả? Nhà ni mình lướt lồn trời năm nay tốn nam nha. Làm cho bà 8 năm rồi đó. Mình thấy người trước nó bị to bị lủng rồi tiền. Chú Khai Dương hả? Dạ. Chú Khai Dương nó thiện lủng rồi đó mà cũng chịu. Bữa hôm nó cái thằng cháu mà cái gì ruột ở trên di tỉnh về với nó em coi nó
con lùn đang con canh thẩu nói anh em mày xuống đi bỏ có mấy tam cho bà đưa cho con mua sau gì là giảm hiền hết luôn. Thì ông nội em chứ bà lao cái gì lao cái nhà của giàu còn được á. Còn ở ngoài nó cái tổ em chứ về trừ lộn tiền ấy thứ ra được cũng chịu. Dạ. Thôi cái trong bữa đông đi không giàu là được. Đang đi thì chưa. Thế rồi bà ăn uống có được không? Rồi đó cái nấu lưng lưng lông gỗ. Cái ăn có ngày hả? Ờ cái 10 ngon bột thịt bò. Dạ. Cái hơn ngon bột ra. Cái nấu nữa đó cái rồi. Thì là bà nhà cô hôm sớm đó là mua đi chợ mua cho bà đó. Không. Ở đây vẫn có cái con bón thịt bò vụ. À bón rồi qua đây rồi bón rồi là gái vô bón vô bà. À dưới đó còn ra vẫn có cái con ở chỗ nó đó. Cái ông cát xuống ngày dạy gỡ cho em miếng chố cho mấy lấu thì chố chung heo trời chưa heo họ cắm mà chố thịt bò đó cứ nam ngồn gì lưng lưng tô đó đó cái ăn cái trời nó nấu lưng lưng lông gỗ cái dạ. Nấu miếng canh để đó ăn cái kêu cái túi mà ba bốn giờ cái lau ăn chứ không thấy đồ có mày không mày chụp cho mày cưới treo đó còn cưới ở đó nha không thấy mày à có mày đó này có anh chơi dạ. Thế thôi con thịt bò ướp đó rồi có gì tí bà nấu bà cháu bà ăn hỉ à sao cũng ăn dạ rồi. Cũng ăn nói chung thì cũng y như là trong cá của bà của cô dạ, ấy cháu, đó của bò cá của bò thôi chứ còn không thôi à dạ. Bò cũng ăn hết thôi đứa này dạ dạ trong trong quý quá. Thôi thì nói chung thì con ở gần đây thì con cũng thỉnh thoảng ta ghé thăm bà giúp đỡ chuyên giúp cho bà ha bà cố gắng mà sống cho tốt và khỏe cho sức khỏe cho có sức khỏe cho sống được ít năm để cho vui vẻ ha cha bà sống chừng nào cũng khổ xã hội chừng nói con bà sao thì cái số của mình đứa thì mình phải bà cứ bà em cha bà niệm Phật cái phù hộ cho bà dạ. Đây đây chứ cũng dạ. Thì con cũng mới tìm hiểu cái hoàn cảnh của bà bữa mai mốt ghé cái con mua cho bà cái máy niệm Phật cho bà nghe thôi bà nghỉ đi con về ha thâu của má nghỉ dạ dạ thâu con đi về dạ rồi mai mốt con ghé con thăm bà tiếp nghe thôi bà nghỉ đi nghe thôi Phi cũng xin dừng clip tại đây. Hẹn quý vị vào clip tiếp theo nha. Nhớ like, share để đăng ký kênh để ủng hộ Phi. Bye bye.